thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắn ớt các bạn. Quả ớt thì các bạn chọn cho mình quả vừa phải đó, không cần to lắm này, mà nó hơi cong cong như này nhá. Chúng ta cũng sẽ cố định trước ở cái phần đầu đỉnh như thế này, và tiếp đó chúng ta sẽ gắn sang xung quanh nhé. Chúng ta sẽ căn cái đầu này cho nó bằng nhau, cho mà tính là chúng ta sẽ cắt cái phần đuôi ớt này thừa ra nhé. Thì chúng ta chọn quả vừa phải thôi, nếu mà chúng ta chọn quả to quá thì lên nó sẽ không cân đối với chat văn hỏi, và đến lúc mình gắn cái ớt này rất là lâu các bạn ạ. Thường thì đi chợ thì các bạn có thể là mua ớt sớm lên một chút cũng được, ớt mình không héo mà mình để cho thịt lạnh được lâu. Skip to my loo, my darling.
nhất ấy. Thời gian làm rất là lâu, khi làm xong đầu dầu nó lại hoa rồi ấy, thì làm khi xong đầu dầu với cánh cửa thì mình cắm hoa rất là nhanh. Chúng ta sẽ làm dán ớt như này, chúng ta dán hết xung quanh đến đoạn đuôi này nhé. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ cần làm cái hạt ớt như này thì để chúng ta dán vào cái đầu miệng con rồng này. Mình sẽ đặt vào đây và mình gắn xung quanh. Trước khi mà mình cho cái hạt xốp này vào thì mình sẽ cố định một lớp keo nữa các bạn nhé, cố định một lớp keo nữa ở vào trong này thì mình sẽ đến lúc mình đi nó sẽ không bị rơi. Cái hạt xốp này của mình nó hơi to so với đầu con rồng nên là mình sẽ cắt bớt đi. Đầu này thôi nha các bạn này. Ở cái đoạn đầu này thì mình sẽ dùng cái xốp cắt. Còn nếu mà ở đoạn này mồm nó đã há to rồi như thế này thì mình không cần cắt cái hạt xốp như này đấy nha. Tùy vào con rồng của các bạn, mồm nó to như thế nào thì chúng ta sẽ cắt xốp như vậy nha. Sau khi mà đã cắt xong thì mình sẽ lấy một cái cây đinh ghim này, mình cắm vào cái răng này nha, cắm cái phần đuôi này này, còn cái đầu đinh nhọn này thì mình cắm vào cái đầu cắm vào quả bí nha.